Nhờ hiệu quả kinh tế cao, đầu ra khá thuận lợi, thời gian qua nông dân huyện Lâm Hà đã mạnh dạn chủ động chuyển đổi hơn 300 hecta các loại cây trồng hiệu quả thấp sang trồng rau đậu thực phẩm. Tính đến thời điểm này, tổng diện tích trồng rau đậu thực phẩm của huyện Lâm Hà đã đạt khoảng 2.800 hecta, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích các loại rau màu chiếm đa số với hơn 2.700 hecta, năng suất bình quân hơn 25 tấn một hecta, cây đậu thực phẩm hơn 100 hecta. Năng suất ước đạt 11 tấn một hecta, sản lượng khoảng gần 120 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Hầu hết các diện tích trồng rau và các loại đậu thực phẩm của huyện Lâm Hà đều được nông dân đầu tư sản xuất theo hướng công nghệ cao, nhờ đó năng suất và chất lượng nông sản đầu ra ngày càng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Việc chuyển từ cà phê lúa một vụ sang trồng rau đậu thực phẩm đã giúp nông dân huyện Lâm Hà nâng cao thu nhập từ 1,5 đến 2,5 lần trên cùng đơn vị diện tích. Ngành nông nghiệp huyện Lâm Hà đang khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất rau đậu thực phẩm theo hướng liên kết, từ đó tạo tính bền vững, ổn định trong sản xuất.